Nha khoa Zota, răng của bạn như răng của chúng tôi. Zota chào các bạn nhé. Hôm nay Zota sẽ chia sẻ với các bạn một ca lâm sàng, đó là hàn răng sâu cho một bạn khách hàng đến với Zota của chúng tôi. Thì để biết quy trình hàn răng như nào của bác sĩ nha khoa Zota thì Zota xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình cái hàn răng nhé. Và hàn răng đối với Zota của chúng tôi là cam kết 100% là không bong, cam kết đó là hoàn tiền 100% nếu khách hàng mà không hài lòng khi các bạn sử dụng dịch vụ tại nha khoa Zota của chúng tôi. Và hàn răng ở Zota chúng tôi còn có công nghệ hàn răng nó là chất hàn tự đông cứng các bạn ạ, tuyệt vời, thật cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. Và bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi cái quá trình hàn. Sau khi chúng tôi đã loại bỏ đi hết các tổ chức sâu rồi thì các bạn có thể nhìn thấy đây một cái xoang răng rất là sạch, các bạn nhìn thấy chưa? Và bây giờ chúng tôi này sẽ tiến hành cho chất hàn vào nhé. Đầu tiên là sẽ phải cách ly nước bọt để cho khô đấy, và cái khâu quan đây là cái khâu khá là quan trọng. Và cái khâu quan trọng tiếp theo của chúng tôi là đó là cái sát khuẩn, mục đích là sát khuẩn cho hết các cái vi khuẩn ở trong cái xoang răng này ra đi, và sau đó chúng tôi sẽ cho chất hàn vào các bạn nhé. Và sau đó là xì khô, hà to dâng lên. Rồi các bạn có thể nhìn thấy đây là chất hàn này, chất hàn của tại hệ thống nha khoa Zota của chúng tôi là chất hàn tự đông cứng các bạn nhé. Đây cần hà to cho anh. Sau khi tôi cho chất hàn vào và chúng tôi sẽ nén chặt để cho chất hàn nó vào hẳn vào toàn bộ cái xoang răng, để như thế là sẽ đảm bảo trong cái quá trình hàn hơn các bạn nhé, và để cho chất hàn nó sẽ không bong. Đấy, hà to giúp anh đi. Và khi hàn răng đối với nha khoa Zota của chúng tôi là cam kết không hề bong, và cam kết của Zota chúng tôi là cam kết hoàn tiền 100% nếu khách hàng không hài lòng. Và ngoài ra cam kết tiếp theo của Zota của chúng tôi với trường hợp răng sừ đó là Zota của chúng tôi là nói không với hàng kém chất lượng và hàng không đúng thể, không đúng so với quý khách hàng đặt hàng. Và nếu như các bạn mà thấy video của Zota mà hay thì hy vọng các bạn có thể cho Zota một nút like, một nút đăng ký kênh hay là một chia sẻ để Zota có thể lan tỏa sự yêu thương đến tất cả mọi người, để giúp ích được cho tất cả mọi người dân trong đất nước Việt Nam nhà mình có một hàm răng chắc hơn, khỏe hơn và nụ cười xinh hơn các bạn nhé. Một lần nữa Zota xin chào, Zota xin cảm ơn.